kế hoạch thâm nhập vào ổ nhóm ma túy do Minh Điền và Dường Thu cầm đầu của đại úy Võ Trọng Hải bước đầu đã thành công nhờ sự giúp đỡ của ông Huyến, trưởng thôn Khe Năm. Để tránh sự nghi ngờ của bọn chúng, đại úy Hải đã cải trang thành họ hàng xa với ông Huyến để đi bắt cá ngoài bến trưng. Tại đây, đại úy Hải đã nghe được cuộc trao đổi về cách thức bọn chúng xây dựng mạng lưới ma túy, cách kiếm tiền bằng việc đi trộm lợn, chó, trâu bò cùng nhiều vật dụng của bà con không chỉ trong xã Kim Sơn mà còn mở rộng ra các xã lân cận của huyện Hương Sơn. Bởi một khi đã xa chân vào ma túy thì các con nghiện chẳng còn biết gì tới liềm xỉ nữa. Chúng sẵn sàng trộm cắp bất cứ thứ gì kể cả của bà con họ hàng. Trường hợp của Hoàng là một ví dụ. Hắn trộm luôn con chó vàng của nhà dì thơm nhưng thật không may cho hắn là bị bại lộ. Hoàng đã thú nhận toàn bộ sự việc với cơ quan công an. Vậy lời khai của Hoàng đã giúp công an huyện Hương Sơn phối hợp với lực lượng biên phòng cửa khẩu Cầu Treo triệt phá được dây trộm cắp châu bò này như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Cha cha, ước gì được như ngày xưa để dân vùng ni tự do vào rừng thả châu thời nữa sướng thật có gia đình thả châu tại rừng chuột bạch năm này qua tháng khác lúc nào cần mới đưa châu về thậm chí vui đến nỗi lúc thả chỉ mình châu cái lúc về còn có chú ngé con lũn cũn chạy theo sau nhưng bây giờ làng khe năm các làng khác không dám thả châu theo kiểu này nữa bỗng dưng chuyện mất châu từ ở chuồng nhà đến chuyện mất châu tại rừng chuột bạch đều được ông trưởng thôn thuật lại tường tận cho đại úy võ trọng hải nghe ông huyến kể chuyện chị the ở làng tròn mất châu chị the một người nông dân nghèo khổ chị sinh ra ở vùng rốn lũ sơn tân năm 19 tuổi lấy chồng quê ở sơn kim và về định cư ở làng tròn chồng chị the vốn là thợ cưa hiền lành khỏe mạnh cưới chồng được bảy năm sinh hạn được hai người con trai chồng chị đột ngột rứt áo ra đi vì tai nạn giao thông chị the vốn có chút nhan sắc nhưng quá thương chồng nên không đi bước nữa chị lặng lẽ một mình lầm lũi cầy cuốc nuôi hai đứa con nhỏ dại tiền công tích cóp của anh chồng từ nghề kéo cưa lửa xẻ tậu được hai con trâu chị đang thầm mơ đôi trâu của chị sẽ sản sinh cho chị một đàn nghé con nào ngờ, trong một đêm mùa đông rét buốt, có bốn tên nghiện ma túy nằm trong hội Minh Điền và Dường Thu đột nhập vào chuồng trâu nhà chị, dắt cả hai con trâu ra đi. Sáng sớm hôm ấy, chị The đưa thêm rơm lót ổ cho trâu nằm. Vừa tới chuồng, thấy chuồng trống không, chị The thẳng thốt gào lên, kêu hết trời hết đất. Hàng xóm đổ xô tới, mới hay nhà chị có chuyện chẳng lành. Ba người hàng xóm thương hại, suốt cả tuần ấy đánh xe máy đưa chị đi tìm châu khi đi qua địa phận cầu hà tân một người nông dân đang xúc cắt ven sông thông tin cho nhóm người nọ biết có thấy bốn thanh niên đội mũ cối mặc quần bò vừa dắt đôi châu to đẹp qua đây bốn chàng thanh niên đó đi thong thả miệng vẫn vì phèo thuốc lá một tên trong nhóm còn hỏi ông ta rằng châu này có cày tốt được không nếu bán giá bao nhiêu Bốn tên đó đi theo hướng đường tám về xuôi. Người nông dân nhiệt tình dặn. Cố gắng tới chợ phố Châu tìm xem. Biết đâu bọn chúng đưa Châu tới đó bán cho khách. Nhóm tìm Châu hy vọng. Vù xe máy tới địa chỉ chợ ở phố Châu. Nhưng chẳng hề thấy bóng dáng đôi Châu đâu. Nhóm người đi tìm Châu cho thị the. Lại rong ruổi xuống tận bến phà linh cảm. Tại ngã ba sông nước này. Một người lái đò đứng tuổi cho hay, thấy bốn chú thanh niên đưa đôi trâu cột vào gốc cây xà cừ nghỉ chân sau đó cả bốn người kia chui vào quán phở gà ăn uống đàng hoàng ăn xong họ còn dắt trâu xuống sông tắm rồi họ dẫn đôi trâu ấy đi về phía bờ đê sông la theo phỏng đoán của người lái đỏ nhóm trộm trâu này có thể đưa trâu bán cho chủ giết mổ trâu bò ở chợ hôm hoặc chợ thượng tới địa bàn thị trấn đức thọ nhóm tìm châu lại đưa chị the men theo triển đê sông la băng xe máy qua cầu thọ tường dò tung tích dấu vết lượn hết khắp các làng thịt đặt chân tới khắp địa điểm các khu vực bán châu bò nhưng tất cả đều vô vọng từ ngày chồng qua đời chị the mất hẳn cây trụ cột trong nhà tiếp đến đôi châu mất cuộc sống của chị càng ngày càng quẫn bách thương tình cảnh mẹ quá con côi hàng xóm thay nhau cho chị the mượn trâu cày trong những ngày nông vụ rồi chị the nhịn ăn nhịn mặc suốt hai năm dòng rã chị đi cuốc cỏ thuê cho các chủ trang trại chị vào rừng bẻ chổi đót chặt giang đưa ra thị trấn chị ki cóp được năm triệu đồng năm triệu đồng đối với gia đình nhà chị the lúc này đã là sự cố gắng quá sức nhưng phải có thêm ba triệu nữa mới đủ mua một con trâu cày hồi ấy hội phụ nữ Sơn Kim, đến động viên an ủi và cho chị The vay 3 triệu đồng từ quỹ xóa đói giảm nghèo. Với mức lãi suất ưu đãi nhất, chị hội trưởng đến nhà 3 lần, thuyết phục mãi chị The mới chịu nhận. Bởi chị The sợ, nhà mình quá nghèo, vay mượn rồi không có tiền trả, lại nhục thêm. Ông Dây, trưởng thôn làng tròn, khi biết chị The có hoàn cảnh đặc biệt, đã có đủ số tiền, lại ngỏ ý nhờ ông mua hộ con trâu mới ông dây phấn khởi hẳn lên ông dây cùng với một người thân chị the sang tận thong pẹt chọn một con trâu đúng mẫu tai lá mít đít lồng bàn khá bắt mắt hôm trưởng thôn dắt trâu về cả xóm tới xem ông dây ân cẩn dặn o the lần đi phải cẩn thận nhất là lúc đêm hôm mưa gió thường nhà nào nhà nấy ngủ say bọn trộm dễ vào bắt trộm lắm bỗng ông dây sực nhớ ra điều gì quay lại hỏi nhà o the đã có khóa dây việt tiệp chưa để làm gì bác để khóa chuồng lại nếu o the chưa có tôi về nhà lấy biếu o the một chiếc nói xong ông dây quay về ông mở ngay vòng khóa việt tiệp xịn trên chiếc xe đạp rồi ông dây mang cả đục lẫn cưa ra tận chuồng trâu nhà thị the sửa thưng cẩn thận cho con trâu nằm từ hôm có sáng kiến của ông trưởng thôn làm ổ khóa giữ trâu khiến chị the không còn lo nơm nớp đêm nào cũng vậy trước lúc vào giường nằm chị the lại ra chuồng cẩn thận cài then ràn xong đưa khóa dây xiết thêm vòng nữa con trâu đen giống trâu lào vừa mến chủ vừa ăn khỏe cày khỏe một số người trong xóm mượn con trâu chị cày thử vài xào chỉ lạc đều chồm chồ khen sức trâu dẻo dai Mới chỉ về ở với gia chủ hơn bốn tháng, con trâu ngoan hiền trong bụng đã hình thành hải nhi chú nghe con. Tối nào chị The cũng nấu nổi cháo ngô, bồi dưỡng cho trâu. Chị bấm đốt ngón tay, thầm mong cái ngày trâu sinh nở. Nhưng nỗi buồn không được báo trước. Lại tiếp tục ập tới số phận người phụ nữ đơn côi này chả là dường thu từ cái ngày vừa hành nghề bán lẻ heroin cho hà kiến lại vừa cầm đầu nhóm ăn trộm trâu của làng dường thu đã làm cho dân tình vùng sơn cứ hương sơn luôn sống trong cảnh sợ hãi từ sơn lâm tới sơn kim nhà ai nuôi trâu trâu gầy hay béo giá trị tiền bán ra chợ đen được bao nhiêu bán qua tay cho lái buôn bao nhiêu hắn đã dạng dày kinh nghiệm nhờ bắt các đệ tử của mình đi dò la hết hang cùng ngõ hẻm nên dường thu nắm khá rõ lý lịch từng hộ bọn đàn em sợ dường thu hơn hưu nai sợ sư tử cái hôm dắt con trâu của chị the ra khỏi nhà dường thu đã chọn một cách đi an toàn nhất bằng cách thuê hẳn một con đỏ dọc lớn trên con đò hắn đi hôm ấy có thêm thằng quỳnh tý đệ tử ruột của hắn đi cùng khi con đò cập bến trường sơn dường thu chỉ ngồi trên mũi đò gọi gã thiệu khanh một tay chuyên mua trâu trộm mà hắn đã quen biết từ lâu Sở dĩ hắn bắt được mối này bởi Thiệu Khanh là ông chùm cờ bạc và nghiện trích ma túy ở vùng sông nước. Thiệu Khanh giống như con rái cá, chứ ai sợ được gáy, nên vẫn là trung tâm đầu mối của nhóm xã hội đen, miền hữu ngạn sông La. Sở trường của Dường Thu là ma túy cờ bạc và chơi gái mại dâm, nên tiền bán lẻ heroin, tiền trộm cắp chó, trâu bò, lợn, bao nhiêu vào túi hắn đều tiêu tan hết chuyện ăn trộm trâu từ xa xưa đã có nhưng đại dịch để vét sạch châu miền hương sơn chỉ xuất hiện từ khi xã sơn kim nổi danh hai đại ca minh điền và dưỡng thu thật tội nghiệp cho chị the chị vẫn thường hay lui tới khu rừng chuột bạch kiếm củi mục và cho châu ăn buổi sáng hôm ấy chị cột châu vào gốc cây lộc vừng để châu thoải mái sơi một đám cỏ xanh non mơn mởn còn mình tranh thủ xuống thung, chặt mấy cành củi khô. Khi bó được cánh củi to tròn, chị The quay lại chỗ gốc cây lộc vừng đưa trâu về chuồng. Thì than ôi, con trâu của chị đã bị bốc hơi tự lúc nào. Chị nhận ra ngay, kẻ trộm không ai khác. Nhóm dưỡng thu đã vào đây dắt trộm trâu của chị rồi. Đúng như dự đoán của chị The, dưỡng thu và hai đệ tử vào khu rừng chuột bạch sau khi đã dắt chót lọt hai con trâu của nhà lão Am và lão Việt, chiếc xe tải dường thu thuê vẫn còn khoảng trống. Thế là con trâu chị The, chú nó cho vào danh sách mời đi luôn. Chuyến xe chở trâu trộm này, dường thu thuê tài xế với giá 3 triệu đồng tiền công, ra tận chợ Vinh. Cuộc buôn bán trâu với thương lái chợ Vinh diễn ra khá nhanh chóng và suôn sẻ. Chỉ trong nháy mắt, dường thu ấm chọn số tiền 21 triệu đồng hắn đâu biết rằng chị the người đàn bà bị hắn hai lần cướp mất trâu phải lên bệnh viện tỉnh nằm điều trị bệnh thần kinh gần một tháng nếu lúc đó không có người em gái tận tình chăm sóc chắc chị the sẽ mắc hội chứng trầm cảm hải nghe ông huyến kể chuyện chị the mất trâu anh càng thương thân phận người phụ nữ nghèo hèn này bao nhiêu hải lại càng căm tức lũ nghiện bấy nhiêu hải nghĩ giúp cho những người nghèo khó vốn nuôi trâu lúc này không khó nhưng giải quyết được vấn đề xóa được băng nhóm nghiện ngập mới là khó nhất hải hỏi ông huyến thế sau vụ chỉ the mất trâu ở khu rừng này công an huyện có về điều tra không ông huyến bảo công an hương sơn cho quân mai phục tận rừng thậm chí căng tăng mặc võng kiên quyết truy tìm bằng được thủ phạm nhưng chú thấy đấy rừng chuột bạch rộng mênh mông như thế lần đâu cho hết dấu chân kẻ nghiện hơn nữa bọn minh điền dường thu như kẻ có nhiều mắt và nhiều mũi ngửi thành thử đợt nào cũng an về chuồng trâu của dân không bị mất trâu dân thả vô khu rừng chuột bạch không có chủ đứng canh vẫn vô tư sơi cỏ vô tư ngủ dưới bóng cây nhưng hễ công an huyện vừa quay gót đêm trước đêm hôm sau xóm nọ làng kia đã có người la ôi ối mất trâu rồi hai vụ ăn trộm trâu ở khu rừng chuột bạch được triệt phá sáu tên nghiện ngập ma túy chuyên đi trộm trâu tại cánh rừng này được lôi ra ánh sáng án cao nhất ba năm tù giam án thấp nhất mười hai tháng tù giam nhưng lũ nghiện vẫn sinh nở như ốc bưu vàng nhóm này đang ngồi bóc lịch nhóm khác lại tiếp tục xuất hiện ở khu rừng chuột bạch đang say sưa kể những chuyện quá bi ai về thân phận những người làng mình xã mình mất trâu bỗng ông huyến tạc lưỡi chú đã nghe thằng cu vẹn bị châu ông dục đá phải múc một mắt không bây giờ tôi mới nghe bác nói ông huyến trầm giọng như ai oán ác giả ác báo thôi May nó chưa chết chứ nó chết dần đây cũng mừng vì xóa danh tính được một thằng trộm châu hải nghe mới thấy khiếp đảm sự việc xảy ra vào một trưa tháng năm năm ngoái Bữa ấy sau khi chở ba xe lúa ngoài đồng về, ông Dục đòi trâu vô rừng khu chuột bạch thả. Dường thu và vẹn. Sau khi dạo chơi ở khu rừng, ngã đôi và đã phê ma túy, cả hai bàn nhau trở lại khu rừng chuột bạch trộm trâu. Khi hai tên vừa bước qua suối cù vàng, tình cờ gặp con trâu lão dục đang mò xuống suối uống nước. Thằng vẹm vốn là kẻ háu ăn, lại thấy con trâu ve vẩy đuôi, bèn lấy tay, gãi lên đầu nó. Con trâu lim dim mắt, ngoan ngoãn cho vẹm vuốt đầu vuốt lưng vẹm lùi ra sau phát hiện một con vét cỏ đang bám dưới bụng trâu hắn cúi xuống đang giơ tay gỡ con vét này bất ngờ con trâu lão dục co chân đá mạnh vào mắt trái vẹm vẹm chỉ kịp kêu lên em chết mất anh dương ơi dương hoảng hồn con trâu điên rồi để anh chém chết nó đi Dường rút con dao thái sắc lẻm ra, nghiến răng, trèo trèo, bổ một nhát mạnh vào mông con trâu lão dục. Con trâu kêu giống lên, chạy được khoảng 20 mét, thì trâu khuỵu xuống, nằm trình hình bên một tảng đá phẳng. Máu tươi con trâu chảy xối xả xuống tảng đá đỏ lòm, nhiều tia máu bắn vọt ra xuống mặt suối. Con trâu đau quằn quại, rồi tiếng thở tắt lịm dần thằng dường thu sau khi chém châu không kịp nhìn châu chết, nó hốt hoảng cầm điện thoại gọi mấy địa tử nhanh chân vào rừng chuột bạch khiêng thằng vẹn về cấp cứu nhưng điện thoại lại mất sóng. thằng địa tử chẳng thằng nào nhận được nguồn tin dữ này. máu thằng vẹn từ hốc mắt bắn ra ướt đầm cả tay cả cổ của dường thu. hắn cõng thằng vẹn, mồm thở hồng hộc ra khỏi cánh rừng, hắn gặp được một chiếc xe công nông đang chở ba con lợn đại bạch chạy về phía chợ trung tâm thị trấn tây sơn. Dường Thu xin người chở lợn đưa hắn ra một quãng. Người chở lợn nhìn Dường Thu cõng bạn máu me đầy người, biết chuyện gì nguy hiểm đã xảy ra. Nhưng ông ta không dám hé môi, dò hỏi hắn. Dường Thu cũng lạnh tanh, bởi đang bức xúc số mệnh thằng vẹm chưa biết ra sao. Hắn lại tiếp tục gọi khẩn các đệ tử. Lần này cả một toán hơn chục thằng, hội tề đông đủ ngay gã tư đường gần cửa chợ. Thằng Vẹm được cả hội nhanh chóng đưa vào trạm y tế thị trấn Tây Sơn, băng bó và sơ cứu, rồi tiếp tục thuê xe cấp cứu đi thẳng ra viện mắt Hà Nội. Không ngờ, cú đá của con trâu đen lão dục quá mạnh, khiến con mắt trái của thằng vẹn bị phá tan tành mảng rác mạc, thùng hẳn thủy tinh thể, vô phương cứu chữa. Các bác sĩ đành phải múc mắt hỏng này bằng phương pháp thay con mắt giả khác. Thằng Dường chẳng thể ngờ rằng khi nó dùng dao chém con trâu lão dục thì ông đê người hàng xóm đang chặt nứa gần con suối cu vàng phát hiện được tuy vậy ông đê vẫn sợ không dám hô hoán đợi đến khi thằng dường cõng thằng vẹn đi xa ông đê mới chạy về nhà báo tin cho lão dục biết mọi người vào rừng giúp lão dục khiêng con trâu về ai cũng thương lão dục vừa mới bán được hai con bò chuyển sang nuôi con trâu nái hôm nay lại xảy ra nông nỗi này tin giữ thằng dường chém trâu đã đến tai vợ chồng ông đức sẩm tối ông đức lặng lẽ sang xin lỗi lão dục con dại cái mang gia đình tôi sẽ đưa châu đền bác lão dục bảo tôi mất con châu cũng đau xót lắm nhưng đứa con ông hư hỏng nghiện ngập tôi biết bụng ông còn xót gấp ngàn lần bụng tôi thôi ông đừng nghĩ đến chuyện đền châu tôi chỉ mong sao thằng dường bỏ được nghiện ngập ma túy trở lại làm người nghe người hàng xóm thấu hiểu được gia cảnh mình tự nhiên chống ngực ông đức tim đập thình thịch hai vừng thái dương đang bốc lửa ông đức than thở ngày trước thằng dưỡng ngoan tôi có bị bệnh cao huyết áp bao giờ đâu từ ngày nó nghiện tôi lâm bệnh này nhiều bữa tôi thức trắng đêm đôi lúc cảm thấy mình như người mất trí về tới nhà ông đức bảo bà thu thằng dưỡng đã chém trâu nhà người ta mình phải đưa trâu mình mà đền cho họ vừa đúng đạo lý vừa gỡ được nhẹ tội cho thằng dưỡng bà thu nghe vậy xót của nó có tội kệ thây nó nó chém trâu chứ có phải ông chém đâu mà đền ông đức dằn giọng nhưng nó vừa là con bà vừa là con tôi tôi vẫn tưởng nó là giọt máu đỏ chứ không phải giọt máu đen như thế này bà nên nghĩ lại đi nó làm khổ cho tôi làm khổ cho bà chưa chán sao nghe chồng than thân trách phận về chuyện con cái bà thu ôm cột nhàm và gào lên khảm thiết dường ơi sao con không thương mẹ dường ơi có ai bất hạnh như nhà ta không nhưng tiếng than của bà thu ông đức nghe để lòng đau thêm như dao cứa tiếng than của bà vọng lên ngôi nhà và cây cam cây mít quanh vườn nghe đọng thêm nỗi sầu còn thằng Dường bây giờ đang lang bạt nơi đâu? Ngồi tiêm trích ma túy hay cùng nhóm giang hồ đi sục sạo, chôm chỉa ngõ ngách nào? Đố ai đoán được? Than khóc chán. Bà thu giãi bày với chồng. Chưa nên đền trôi vội chỗ lão dục. Bởi lão dục, con cái hiện đã trưởng thành và ăn nên làm ra. Nhà lão lại nhận khoán 5 hectare rừng keo. Còn hoàn cảnh gia đình mình đang rơi vào bế tắc cùng quẫn đồng vốn chăn nuôi không phát triển lại còn mai một dần mười con trâu bây giờ mất ba ông thì đau ốm cứ mỗi lần nằm viện mất đứt gần một con trâu chi bằng cứ để thư thả bao giờ làm ăn khấm khá đền cho họ chưa muộn người hàng xóm với nhau ta có chạy đi đâu mà sợ nghe lời khuyên ông đức vẫn hiểu bà thu là một người phụ nữ rất mực vì chồng vì con nhưng bà thu chỉ tính giản đơn những chuyện trước mắt chứ bà chưa nghĩ đến cái được cái mất về danh dự để giáo dục con cái hai vợ chồng cởi bỏ hết nội tâm kiểm chứng lại toàn bộ những hành vi đứa con trai hư hỏng trong gia đình mình từ chuyện xa đọa gái trai chuyện trộm chó trộm trâu chuyện dùng hung khí gây trọng thương cho người khác chuyện bán lẻ ma túy cho hội nghiện nhân chuyện con trâu lão dục bị dường chém chết một người hàng xóm khác đã thành thật tiết lộ thêm nguồn tin cho ông đức biết chính ba con trâu nhà bị mất là thằng dưỡng sai khiến mấy thằng nghiện dắt xuống chợ gôi bán chính người này đã gặp hắn và bạn hắn tại chợ gôi ông đức đưa chuyện đó kể lại với bà thu bà mới thấm chuyện chiều dưỡng quá đà bây giờ để lại hậu quả nguy hại khôn lường đến thế bà thu lặng lẽ ra cầm can nước sôi để nguội và đưa lọ thuốc huyết áp trước mặt chồng nhẹ nhàng bảo cả ngày hôm nay ông căng thẳng quá vì chuyện con cái thời tiết lại oi bức ông phải uống thêm một viên thuốc huyết áp nữa rồi cả ông và tôi dắt Châu sang cho lão dục được vợ chồng chấp nhận chuyện đền Châu ông đức tỉnh táo hẳn mình là người lớn con mình dạ chứ đừng để người ta khinh mình ông đức ngửa cổ uống ực viên thuốc huyết áp rồi tất tả ra chuồng trâu ông đức tháo then ràn, dắt con trâu ba năm tuổi ra vuốt lên đầu trâu âu yếm thôi tạm biệt mày nhé mày về bên chủ mới cày cho khỏe vào nhớ tao mày cũng dáng chịu đừng bỏ về rồi họ lại mắng cho con trâu dường như biết thân phận của mình sắp phải từ biệt gia đình ông đức nó cứ nhìn ông đức chân chân tự nhiên nước mắt nó ràng rụa rơi cả xuống chân ông từ lâu cả làng khen năm này ai cũng biết ông đức vốn là một người đảng viên mẫu mực về nhân cách có tư duy kinh tế đặc biệt mát tay nuôi trâu ham đọc sách báo biết chia sẻ những rủi ro số phận cuộc đời ông đức đã từng lọ mọ tới nhà một kẻ nát rượu trong làng chuyên đánh đập vợ con để thuyết phục giúp đỡ họ sám hối và trở thành người tốt nhưng khốn nỗi, sự đời, giao sắc lại không gọt được chuôi. Thằng dường nghiện ma túy, người ta dè biểu và nguyên rủa ông Đức. Ông đành chấp nhận tất cả lỗi lớn thuộc về mình. Ông Đức vừa đi, vừa suy nghĩ. Con đường trước mặt ông đầy lắt léo gồ ghề và u tối. Những dòng suy nghĩ của ông rơi theo gót chân châu nặng thình thịch, đang hướng về phía ngõ nhà lão dục vừa thấy bóng vợ chồng ông Đức lão dục ngạc nhiên tôi đã bảo với bác rồi sao bác lại làm thế được bà Thu bảo con dại cái màng bác ạ à. đưa châu đền cho bác bác từ chối ông Đức về nhà không ngủ được không khéo huyết áp lại tăng vọt lên bà xã tôi nói đúng đấy bác không nhận châu tôi làm sao dám nhìn mặt bác chẳng thà tôi không có con nào trong chuồng, chứ chuồng trâu nhà tôi còn 7 con cơ mà. Lúc nào sạch trâu, ốm đau không có tiền đi viện, gia đình tôi đến nhà bác vay, may ra bác còn thương hại. Ông bà đã thành tâm vậy, tôi xin nhận trâu, chứ tôi đang có ý định bước sang tháng này gia đình khai thác 2 hecta keo trên đồi, tôi sẽ đủ tiền tạo trâu mới.